Nhắc đến phương Đông, hẳn những người đến từ phương Tây sẽ nghĩ ngay tới Trung Quốc, quốc gia Á Đông với bề dày lịch sử và văn hóa. Trung Quốc đại lục không chỉ gây hứng thú với người phương Tây bởi muôn hình vạn trạng điều kỳ thú. Từ các địa danh gắn liền với kỷ lục như Vạn Lý Trường Thành dài hơn 5.000 dặm, tới các hủ tục mang rợ như đám cưới ma, minh hôn. Mà Trung Quốc còn gây tò mò khi chọn phát triển hàng loạt mạng xã hội nội địa, từ chối hòa mạng cuộc chơi quốc tế với các ông lớn như Facebook, Google, YouTube. Và đối với phương Tây, Trung Quốc còn vừa đáng nể vừa đáng dè chừng khi chỉ trong vòng khoảng 45 năm đã từ một quốc gia nghèo đói, lạc hậu trở thành siêu cường kinh tế số 2 thế giới. Chính những điều vừa độc đáo vừa dễ nể của Trung Quốc đã khiến cho bất cứ người phương Tây nào cũng phải thắc mắc. Họ là ai và điều gì đã xảy ra để người Trung Quốc có thể tạo ra hay đạt được những thành tựu đặc biệt như vậy? Con người của Trung Quốc, họ có thể khác biệt như thế nào so với con người phương Tây? Hay cụ thể hơn, văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây đã có những khác biệt chủ yếu như thế nào? Trong bài dịch, những khác biệt chủ yếu giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây là gì? Đăng tải trên website của Spyroom, tác giả Kate Nguyễn đã chuyển ngữ câu trả lời được hơn 22.500 lượt upvotes của người dùng Da Huynh Kim trên mạng xã hội hỏi đáp Quora cho câu hỏi trên. Và trong video lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu góc nhìn của một người từng sinh sống ở cả Trung Quốc và phương Tây về vấn đề này nhé. Ngoài ra, ở cuối video, chúng mình sẽ đính thêm một vài comment của người dùng Spyroom bàn luận xoay quanh câu hỏi này. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tới nay, tôi đã có khoảng 4 năm sinh sống ở Trung Quốc và hơn 14 năm ở Mỹ. Tôi nghĩ tôi có đủ trải nghiệm để phân tích rõ hơn về vấn đề này. Và vì tôi không phải người Trung Quốc, cũng chẳng phải người phương Tây, nên các bạn có thể tin tưởng rằng tôi sẽ không tô hồng bất cứ thứ gì hay thiên vị bên này hơn bên kia. Dưới đây đơn giản chỉ là quan sát của tôi thôi. Tôi phát hiện ra về cơ bản, khác biệt lớn nhất giữa hai bên là những ưu tiên của họ. Văn hóa Trung Quốc có xu hướng ưu tiên kết quả hay đích đến, trong khi xã hội phương Tây chú trọng vào quá trình hay phương thức hơn. Trung Quốc quan tâm kết quả. Nói thẳng ra, Trung Quốc quan tâm đến tiền hơn. Đích đến lý tưởng mà mỗi người dân Trung Quốc nỗ lực đạt được là làm sao để có nhiều tiền hơn. Đúng vậy, tiền cực kỳ quan trọng trong văn hóa Trung Quốc bởi vì nó mang đến sự đảm bảo cho gia đình. Họ không có mạng lưới an sinh xã hội để mà dựa dẫm vào. Và ký ức về những thời kỳ khó khăn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của những thế hệ lớn tuổi. Đây là lý do tại sao trong văn hóa Trung Quốc, việc sở hữu nhà và xe riêng lại cực kỳ quan trọng để thể hiện cho người khác thấy bạn có tài sản. Bạn nói làm được, còn cách thức bạn trở thành người có tiền không thực sự quan trọng hay đáng để đem ra bàn luận, chỉ cần bạn giàu là đủ rồi. Cuộc sống thật tàn nhẫn và không nhân nhượng. Đây là một nền văn hóa nơi bạn tôn sùng quyền lực và tiền bạc hơn bất cứ thứ gì khác. Trong lĩnh vực kinh doanh, người Trung Quốc cũng năng động và cần cù hơn. Có ít quy trình, quy định cứng nhắc cần phải giải quyết hơn nên họ có thể tự xoay sở tốt. Sự cạnh tranh trên mặt trận này cực kỳ khắc nghiệt bởi vì mọi người đều cấp tốc muốn phát triển nhanh chóng, vượt lên trên và qua mặt đối thủ. Người Trung Quốc cũng khá là thực dụng và chú trọng giải pháp. Vì văn hóa Trung Quốc tập trung vào kết quả nên người ở đây có xu hướng thành công hơn trong cuộc đời. Họ giỏi đạt được những thứ như giấy phép, hạn ngạch, đáp ứng deadline hay các tiêu chuẩn, yêu cầu v.v. Người phương Tây chú trọng giải pháp. Trong khi Trung Quốc quan tâm kết quả, thì người phương Tây lại chú trọng phương pháp hơn. Kết quả cũng quan trọng, nhưng trong văn hóa phương Tây, quá trình và cách thức bạn sử dụng để đạt được kết quả đó còn quan trọng hơn. Đây là lý do tại sao ở phương Tây, hỏi ai đó kiếm được bao nhiêu là điều cấm kỵ. Việc người đó làm gì để sống mới đáng được nhắc đến. Trong kinh doanh, người Trung Quốc sẽ tập trung giảm thiểu chi phí và gia tăng hiệu suất. Còn người phương Tây, nhất là người châu Âu, sẽ quan tâm nhiều hơn đến phương thức sản xuất của sản phẩm và việc sản phẩm đó cung cấp cho người dùng giá trị trải nghiệm ra sao. Để minh họa cho vấn đề này, chúng ta hãy xem xét ví dụ về đồng hồ. Đồng hồ Quartz được hoàn thiện bởi người Nhật, một dân tộc có nền văn hóa phương Đông tương tự Trung Quốc. Đây là một bước đột phá bởi nó chính xác hơn đồng hồ cơ. Ví dụ hoàn hảo cho việc tập trung vào kết quả. Kết quả đáng mong ước nhất của chiếc đồng hồ là báo giờ càng chính xác càng tốt với mức chi phí thấp nhất có thể. Tuy nhiên, liệu một chiếc Casio G-Shock có thể khơi gợi ra trải nghiệm và cảm xúc tương tự như những gì một chiếc Rolex hay Vacheron Constantin có thể làm được không? Có lẽ là không. Dù rằng đồng hồ cơ ít chính xác hơn, vẫn có điều gì đó đặc biệt trong cách thức sản xuất và cả bề dày lịch sử của chúng mà một chiếc Casio không bao giờ có thể so sánh được. Trong văn hóa phương Tây, cảm xúc hay trải nghiệm là quan trọng. Còn trong văn hóa phương Đông, những điều đó lại thường bị kìm nén xuống.
người phương Tây sẽ nói: "Này, cậu cảm thấy thế nào? Cậu cảm thấy ra sao về XYZ?" Điều này hiếm thấy ở Trung Quốc. Hồi sống ở châu Á, tôi để ý thấy người phương Tây có thiết lập nội tâm khác với người Á Đông. Họ sẽ có vô số cuộc chuyện phím, ngay cả ở chỗ làm, nói về tin tức mới hay một số khó khăn họ phải đối mặt trên đường đi làm vào ngày hôm đó. Những câu chuyện vặt vãnh thường chẳng bao giờ trở thành chủ đề hội thoại giữa người Trung Quốc với nhau. Đối với người Trung Quốc, họ cố gắng đi làm đúng giờ và thế là hết chuyện. Vì văn hóa phương Tây chú trọng cách thức, nên đó là một xã hội tuân theo chủ nghĩa hợp pháp hay cực kỳ ưa tranh chấp. Ở phương Tây, một công ty phải chịu ước thúc bởi các quy trình hoặc quy tắc nhất định. Chẳng hạn, họ phải tuân theo luật bảo vệ động vật khi sản xuất đồ da. Vì thế nói chung, chi phí để hoàn thành công việc ở phương Tây sẽ lớn hơn. Đó là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp đã chuyển công xưởng sang Trung Quốc, nơi mà các quy định còn lỏng lẻo. Người phương Tây có xu hướng tò mò ham tìm hiểu hơn. Từ trước đến nay, khoa học vẫn là thế mạnh của văn hóa phương Tây. Và khoa học thực ra liên quan đến việc tách biệt mọi thứ và tìm hiểu cách thức hoạt động, học hỏi quá trình và cơ chế của chúng. Trong khi người phương Tây rất giỏi phát minh ra các ý tưởng và cơ sở lý thuyết mới, thì người Trung Quốc lại là những chuyên gia thương mại hóa các ý tưởng đó và triển khai vào thực tế. Để tóm gọn nền kinh tế toàn cầu ngày nay, phương Tây cung cấp các thiết kế, Trung Quốc thực hiện các thiết kế đó, cụ thể là iPhone hay các tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải. Chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân. Khác biệt lớn nhất thứ hai giữa Trung Quốc và phương Tây là xã hội Trung Quốc theo chủ nghĩa tập thể hoặc tuân thủ, trong khi phương Tây theo chủ nghĩa cá nhân. Trung Quốc nhìn chung thống nhất và tập trung hơn nhiều so với phương Tây. Người Trung Quốc thể hiện thái độ tuân thủ với một mức độ thực sự đáng kể, đa phần do chế độ chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Khổng Tử trong quá khứ. Bạn có thể đi xa hàng ngàn dặm tới một thành phố khác ở Trung Quốc mà vẫn có thể nhìn thấy kiểu kiến trúc, cửa hàng, biển chỉ dẫn, tiện nghi xã hội, v.v. tương tự như vậy. Điều này tất nhiên có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Có thể bạn sẽ thấy nhàm chán khi cứ phải chứng kiến những thứ giống hệt nhau ở mọi nơi bạn đi, nhưng đồng thời nó cũng mang đến sự tiện lợi nhất định. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Trung Quốc có ý thức mạnh mẽ hơn về bản sắc dân tộc. Phương Tây cá nhân hơn, và điều này cũng phản ánh trong bối cảnh chính trị. Châu Âu là một đại lục không liền mạch. Nó bị chia thành nhiều đất nước nhỏ, và mỗi đất nước nhỏ đó lại chia thành nhiều khu vực và thị trấn nhỏ hơn. Và mỗi nơi lại có nhiều nền văn hóa, kiến trúc, phong tục và thậm chí ngôn ngữ riêng biệt. Ví dụ Scotland có bản sắc độc đáo riêng khác hẳn với Anh hay châu Âu. Và Scotland chỉ là một đất nước có 5 triệu dân thôi đấy. Nhiều thành phố cỡ trung ở Trung Quốc còn đông dân hơn cả Scotland, tương tự như ở Wales, Bắc Ireland, Cornwall, Andalusia, Catalonia, Bavaria, Veneto, Flanders, v.v. Và đó là toàn bộ câu trả lời của người dùng Da Hyun Kim được chuyển ngữ bởi tác giả Khát Nguyễn. Ở bên dưới bài dịch này, một số người dùng của Spyroom đã mở rộng vấn đề bằng một vài góc nhìn khác như sau. Theo bạn Hưng Lê, mình thấy ở Trung Quốc tính đa dạng vẫn rất cao đấy chứ. Như khu vực Mãn Châu có nét văn hóa khác khu vực Thiểm Tây, Tứ Xuyên, và những khu vực này lại khác với Lưỡng Quảng. Nội Mông, Tây Tạng và Tân Cương lại khác xa với phần còn lại của Trung Quốc. Ngoài ra, số dân tộc và phương ngữ ở Trung Quốc cũng rất nhiều. Tính phức tạp của Trung Quốc về văn hóa, lịch sử, thậm chí mức độ phát triển kinh tế tương đương với một châu lục như châu Âu. Bản chất của Trung Quốc là đa dạng, muôn màu muôn vẻ, nhưng đại lục lại cố gờ ép thành một khối mới thành ra như thế. Mình nghĩ sự quan tâm nhiều đến kết quả ở Trung Quốc chỉ là một hiện tượng thường gặp ở các thành phố hạng 1, hạng 2, chứ không nhất thiết là ở vùng nông thôn. Sở dĩ chúng ta lầm tưởng nó là đại diện cho toàn bộ tư duy của người Trung Quốc là do các thành phố này là trọng điểm kinh tế. Nhắc tới Trung Quốc là nhắc đến Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh, chứ mấy ai nhắc đến vùng thôn quê như Đại Đồng, Sơn Tây hay Thiên Thủy, Cam Túc. Văn hóa Trung Quốc cốt lõi vẫn thực chất nằm ở quá trình ngắm một cành hoa, leo lên một ngọn thác nơi rừng sâu núi thẳm, nghe một làn gió, lặng nhìn giọt sương đọng trên cành trúc, ngồi câu cá trên mặt hồ lạnh băng, v.v. Nó không hề đặt nặng vào kết quả. Bởi lẽ, nếu đặt nặng kết quả thì họ đã có những phát minh đi trước phương Tây chứ không phải bị tụt hậu. Sự đặt nặng kết quả đó là du nhập từ phương Tây nhưng bị biến đổi theo phương thức cực đoan mới thành ra như ngày nay. Còn phương Tây, họ đã điều chỉnh để dung hòa. Muốn thực sự hiểu được hồn tính của văn hóa Trung Quốc, chúng ta phải nhìn về các vùng thôn giả chứ không phải thành thị. Và kết quả của chúng ta hiển nhiên phải là văn hóa Trung Quốc chú trọng đến quá trình chứ không phải kết quả. Theo bạn Nico, Tây chắc cũng có Tây Vix, Tây Tát nhỉ? Vì bên Mỹ coi trọng kết quả đến mức đẻ ra văn hóa Winner Loser. Bạn đọc trong bài viết American Dream của tác giả Mark Manson sẽ có đoạn:
trẻ em nhìn cuộc sống theo một cách khá đơn giản. Mọi người nhận được những gì họ xứng đáng, hay nói cách khác, mọi người xứng đáng với bất cứ thứ gì họ nhận được. Và nếu họ muốn điều gì đó tốt hơn, họ nên thông minh hơn và hoặc làm việc chăm chỉ hơn cho nó. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ cùng chúng mình nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem đến hết video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spy Room, còn mình là Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.